chỉ mờ đèn lên mới có mà thôi. Chúng ta cùng lấp lánh lên những ánh đèn flash, những đèn thể hiện cho tình đoàn kết, những đèn thể hiện cho tình yêu thương trong gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thưa quý vị. Xin mời những ánh đèn flash tiếp tục được bật lên ạ. Ai có ánh đèn flash, có smartphone thì hãy cầm trên tay. Vâng, thưa quý vị thân mến, Lê Tú muốn chia sẻ với quý vị một điều rằng trong cuộc đời của mỗi con người chỉ có 3 ngày quan trọng nhất. Ngày đầu tiên, quý vị thân mến, đó chính là ngày chúng ta sinh ra đời. Là ngày mà chúng ta được bố mẹ sinh ra. Ngày chúng ta sẽ nhớ tới công ơn sinh thành của các bậc song thân phụ mẫu. Và chúng ta ở đây đứng với nhau, chúng ta thầm cảm ơn những người đã sinh ra mỗi người. Để ngày hôm nay chúng ta được là những người đồng nghiệp, là những người khách hàng, là những người thân trong gia đình. Và ngày thứ hai, đó chính là thứ gì? Là ngày chúng ta được nhận vào một công ty. Chúng ta được làm công việc và chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Chúng ta được những người đồng nghiệp sẵn sàng giúp chúng ta trong cuộc sống và trong công việc. Và ngày thứ ba, đó là ngày chúng ta tay trong tay cùng với con người yêu thương của mình, cùng với nhau đến với chân trời hạnh phúc của mình. Và đây chúng ta chắc chắn là thì 3 ngày đó các bạn cùng nhau tạo nên. Chúng ta đang đứng ở đây và thưa quý vị, nên đủ muốn nhấn mạnh đến ngày thứ hai, ngày mà chúng ta được cùng với đồng nghiệp của mình. Chúng ta đang là một công ty mà chúng ta được những người đồng nghiệp rất tuyệt vời. Và trong cuộc sống đó có một câu nói rất là hay, đoàn kết là sức mạnh. Nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ làm những điều vô cùng tuyệt vời. Và trước khi kết thúc chương trình, nên cùng với quý vị, chúng ta sẽ cùng đứng bên nhau để cùng nhau hát đối vọng tay lớn, đúng không quý vị? Vâng ạ! Vâng, xin mời tất cả sinh viên xin giới để chúng ta cùng nhau đối vọng tay lớn. Vâng, xin mời nhau đi chơi ạ! Vâng! Tay nổi lại đi xa, đưa tay nào, vòng tay nắm mãi đến nỗi xa.
One.